Cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, được phát sóng vào lúc 11 giờ 30 phút hàng ngày. Chương trình trưa nay có những nội dung đáng chú ý. Các địa phương tổng kết thực hiện nghị quyết số 25 về công tác dân vận và thanh niên. Huyện Xuyên Mộc quán triệt học tập tác phẩm kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Huyện Long Điền chuyển biến tích cực trong chống khai thác IUU. Nỗ lực xây dựng phòng tuyến ngăn chặn ma túy trên hướng biển. Mở đầu chương trình Hòa nhịp phát triển chiều nay là những ghi nhận tại thành phố Bà Rịa. Thưa quý vị, Thành ủy Bà Rịa vừa tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 25 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết 25 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương khóa 10 và tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 80 năm 2013 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 10 năm trở lại, công tác dân vận được đảng bộ, chính quyền thành phố Bà Rịa triển khai bằng nhiều giải pháp. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình dân vận khéo, nhất là trong vận động nhân dân cùng xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Công tác dân vận đã góp phần quan trọng xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, củng cố mối quan hệ giữa đảng, nhà nước và nhân dân. Trong công tác thanh niên, việc quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ đoàn, cán bộ trẻ được các cấp ủy chính quyền thành phố Bà Rịa quan tâm. Đã có 39 cán bộ thành đoàn chuyển sang giữ những vị trí quan trọng tại địa phương đơn vị. 1.250 đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng. Ban Chỉ huy quân sự thành phố Bà Rịa đã sơ kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2023. Dự hội nghị có Đại tá Trương Huy Bình, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Kết quả nổi bật trong thực hiện công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm nay của Ban Chỉ huy quân sự thành phố Bà Rịa là luôn theo dõi, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã hoàn thành tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và huấn luyện cho các lực lượng vũ trang. Kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,93% dân số. Xây dựng dự bị động viên đạt 100% chỉ tiêu đầu mối tại các cơ quan đơn vị. Ban tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa vừa tổ chức cho gần 150 học viên lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng đợt 2 năm 2023 tham quan khu di tích lịch sử địa đạo Long Phước, xã Long Phước. Đây là một trong những nội dung trong chương trình bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng tổ chức từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6 năm 2023. Tham quan đền thờ liệt sĩ xã Long Phước, các học viên lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng đợt 2 năm 2023 của thành phố Bà Rịa được quản lý di tích thông tin về lịch sử hình thành phát triển của hệ thống địa đạo, những dấu mốc quan trọng trong đấu tranh giành hòa bình độc lập của quân và dân Long Phước. Các học viên được trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt trong hầm địa đạo, xem tranh ảnh và hiện vật thời chiến còn lưu giữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa ra quân dọn vệ sinh, hưởng ứng đợt phát động lập lại trật tự đô thị và chung tay xây dựng tuyến đường xanh, sạch, đẹp, chào mừng 30 năm thành lập thành phố Bà Rịa. Cán bộ hội viên phụ nữ phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa đã trồng các loại hoa dọc tuyến đường Ung Văn Khiêm dài khoảng 300m, đồng thời tuyên truyền cán bộ hội viên và nhân dân dọc tuyến đường cùng giữ gìn chăm sóc cây cảnh. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Toàn đã xây dựng 5 tuyến đường phụ nữ tự quản và 2 tuyến đường xanh sạch đẹp, qua đó góp phần tạo cảnh quan đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Thưa quý vị, Huyện ủy Long Điền cũng vừa tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết 25 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương khóa 10 và 10 năm thực hiện kết luận số 80 năm 2013 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Huyện Long Điền có hơn 27.200 thanh niên, trong đó có 11.750 thanh niên tham gia vào tổ chức đoàn hội. Công tác đoàn hội và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện ngày càng chuyển biến tích cực với nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Từ năm 2008 đến nay, 1.183 đoàn viên ưu tú của huyện được kết nạp đảng.
Đầu năm 2023 đến nay, chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn huyện Long Điền tiếp tục được quan tâm, không ngừng nâng cao. Ban chỉ đạo nâng cao chất lượng cuộc sống người dân huyện Long Điền đặt mục tiêu duy trì bền vững các chính sách của nhà nước, chăm lo cho các đối tượng, tăng tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế lên 95%, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong dịp chào mừng 20 năm thành lập huyện. Đến nay, 100% người có công, hộ nghèo được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở. 100% trẻ em 6 tuổi được đến trường. 100% trạm y tế các xã, thị trấn có bác sĩ khám chữa bệnh. Trên 79% người dân tham gia bảo hiểm y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm được chú trọng. Huyện đã đưa công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Long Điền phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị trấn Long Điền và thị trấn Long Hải trao 3 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá 2,7 triệu đồng cho 3 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, gồm em Bùi Ngô Hiếu Hiền, ngụ tại khu phố Long Liên, thị trấn Long Điền, em Kim Thanh Trang, ngụ tại khu phố Hải Phong 1 và em Lê Dực Hào, ngụ tại khu phố Hải Phong 2, thị trấn Long Hải, thăm và trao 1 triệu đồng tiền mặt cho em Bùi Đại Kim Phong, ngụ tại khu phố Hải Phong 2, thị trấn Long Hải, là trẻ em mồ côi mẹ do dịch Covid-19. Việc trao tặng xe đạp và tiền mặt nhằm giúp trẻ mồ côi có phương tiện đến trường, có điều kiện để mua quần áo, sách vở, dụng cụ học tập trong dịp năm học mới sắp đến, đồng thời góp phần khích lệ động viên các em cố gắng vượt qua khó khăn trong cuộc sống, nỗ lực hơn trong học tập. Huyện Long Điền có 2.281 tàu cá, trong đó hơn 1.200 tàu cá đang hoạt động vùng khơi với tổng công suất từ 800 CV trở lên, tập trung chủ yếu ở các xã Phước Tỉnh, Phước Hưng và thị trấn Long Hải. Triển khai phòng chống khai thác IUU, huyện Long Điền đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quản lý tàu thuyền và ngư dân. Từ tháng 8 năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện không còn xảy ra trường hợp tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài. 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền phối hợp với Tổng cục Thủy sản, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3, Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân, các sở ngành của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức 14 hội nghị tuyên truyền luật thủy sản 2017, các văn bản hướng dẫn thi hành luật và các quy định pháp luật liên quan cho 2.133 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên, chủ tàu, ngư dân. Địa phương và các lực lượng chức năng cũng trao 2.000 lá cờ tổ quốc cho các chủ tàu, thuyền trưởng thường xuyên khai thác thủy sản xa bờ, phát 6.000 tờ rơi và 1.000 tờ dán trên thân tàu, tổ chức cho 983 chủ tàu cá ký cam kết không đưa tàu xâm phạm vùng biển nước ngoài. Huyện cũng đã thành lập tổ phản ứng nhanh xử lý thông tin tàu, lập danh sách để theo dõi 137 chủ tàu cá với 307 tàu cá có nguy cơ vi phạm các quy định IUU. Ý thức của bà con ngư dân ngày càng được nâng cao, thì cái việc mà chấp hành đánh bắt mà không khai báo rồi không theo quy định, không báo cáo trên địa bàn huyện Long Điền chắc chắn là sẽ chuyển biến tích cực. 100% chủ tàu và ngư dân trên địa bàn huyện đã ký cam kết không vi phạm các quy định IUU. Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện không có trường hợp nào vi phạm đánh bắt vùng biển nước ngoài. Từ khi nhà nước Việt Nam chúng ta đã bị EU cảnh báo thẻ vàng, thì chúng tôi cũng đã động viên cũng như nhắc nhở, tuyên truyền cho các thuyền trưởng tham gia khai thác đánh bắt thủy sản trên biển về cái thực hiện cái nhiệm vụ cũng như các cái chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần được cho Việt Nam chúng ta tháo gỡ cái thẻ vàng. Ngư dân tôi cũng rất vui mừng trong thời Việt Nam mình lấy lại cái thẻ vàng để cái nguồn thu nhập của ngư dân đi vô mới sức đi được. Huyện Long Điền sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử phạt nghiêm mọi hành vi khai thác bất hợp pháp, kiên quyết không cho xuất bến đối với các tàu cá không đảm bảo điều kiện theo quy định. Thưa quý vị, huyện ủy Xuyên Mộc vừa tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm
kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho gần 700 đảng viên khối cơ quan huyện. Các đảng viên huyện Xuyên Mộc được nghe Ban Tuyên giáo huyện ủy trình bày những nội dung chính của tác phẩm Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quán triệt tác phẩm này, cán bộ đảng viên thêm nhận thức sâu sắc về đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, nâng cao bản lĩnh chính trị trong thực thi công vụ. Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Xuyên Mộc cùng phối hợp tổ chức Ngày hội Thanh niên và tuyên dương các câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện tiêu biểu năm 2023, các gia đình trẻ tiêu biểu trên địa bàn huyện, hướng tới Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. 11 câu lạc bộ, đội nhóm và 6 gia đình trẻ tiêu biểu năm 2023 của huyện Xuyên Mộc đã được huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện tuyên dương. Đây là sự ghi nhận những kết quả của các câu lạc bộ, đội nhóm có những đóng góp trong công tác đoàn hội. Những gia đình trẻ tiêu biểu được ghi nhận về sự nỗ lực tạo dựng gia đình ấm no hạnh phúc, tích cực tham gia công tác xã hội, các hoạt động cộng đồng. Sau lễ tuyên dương, lãnh đạo huyện Xuyên Mộc cùng hơn 100 đoàn viên thanh niên trồng hoa anh đào, hoa 10 giờ trên những tuyến đường tại thị trấn Phước Bửu, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNEID tại thị trấn Phước Bửu và xã Phước Thuận. Thưa quý vị, tại huyện Đất Đỏ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức hội thảo chuyên đề kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ công tác hội tại địa phương năm 2023. Hơn 70 cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn, chi hội phụ nữ ấp, khu phố trên địa bàn huyện Đất Đỏ cùng thảo luận phương pháp tập hợp phát triển hội viên, nâng cao tỷ lệ tập hợp của Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở từ 60% trở lên. Dịp này, các hội viên cũng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp trong việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, 3-sạch, phương pháp kỹ năng duy trì và xây dựng các mô hình thu hút hội viên tham gia vào hội. Từ đầu năm 2023 đến nay, hoạt động hội nông dân trên địa bàn huyện Đất Đỏ luôn ổn định, hoạt động hiệu quả. Hầu hết các chỉ tiêu đặt ra của hội đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Các hoạt động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau và giảm nghèo bền vững tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng. Triển khai phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, hỗ trợ vốn cho nông dân vượt khó thoát nghèo. 6 tháng đầu năm nay, Hội Nông dân huyện Đất Đỏ đã xây dựng 6 dự án giải ngân với số tiền hơn 3 tỷ đồng cho 63 nông hộ. Các cấp hội cũng xét cho 4 hộ vay từ nguồn vận động quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền 120 triệu đồng, xét cho 373 hộ vay với số tiền hơn 24,5 tỷ đồng từ nguồn vốn ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để phát triển kinh tế. Năm 2023, toàn huyện có 5.760 hộ đăng ký nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Sở Khoa học và Công nghệ vừa phối hợp Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam tổ chức công bố quyết định cấp giấy chứng nhận sản phẩm trồng trọt phù hợp tiêu chuẩn quốc gia về thực hành nông nghiệp tốt Việt Gáp cho sản phẩm nhãn xuồng của Hợp tác xã Nông nghiệp Long Mỹ, huyện Đất Đỏ. Từ đầu năm 2022, 18 thành viên của Hợp tác xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ đã tham gia dự án xây dựng mô hình sản xuất nhãn Việt Gáp theo hướng hữu cơ với diện tích 15 hectare do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam thực hiện. Tham gia canh tác theo tiêu chuẩn Việt Gáp, các nông hộ được hỗ trợ phân, thuốc hữu cơ, hướng dẫn về quy trình, thủ tục đảm bảo đủ các điều kiện để tham gia thẩm định, đánh giá theo quy trình Việt Gáp, giám sát việc thực hiện các bước trồng nhãn, đảm bảo về độ an toàn, đúng quy định và quy trình. Sản lượng dự kiến khoảng 65,2 tấn một năm. Thưa quý vị, Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện thị xã Phú Mỹ tổ chức khen thưởng các cá nhân có 10 lần hiến máu tình nguyện và các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác vận động hiến máu nhân đạo năm 2022. Năm 2022, thị xã Phú Mỹ đã tổ chức 10 đợt hiến máu, qua đó vận động được 2.143 trong tổng số 2.500 đơn vị máu, đạt 85,7% chỉ tiêu tỉnh giao. 6 tháng đầu năm nay, các cấp Hội Chữ thập đỏ thị xã đã vận động hơn 1.500 lượt người tham gia hiến máu và thu nhận 1.278 đơn vị máu, đạt 50,1% kế hoạch năm. Để hoàn thành chỉ tiêu vận động 2.550 đơn vị máu của năm 2023,
từ nay đến cuối năm, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện thị xã Phú Mỹ tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện, đồng thời củng cố đội ngân hàng máu sống. Thị đoàn Phú Mỹ tổ chức tập huấn chương trình tiếp sức mùa thi năm 2023. Tham gia tập huấn có gần 100 cán bộ đoàn phường, xã, đoàn viên, thanh niên và tình nguyện viên các đội hình tình nguyện trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Dự tập huấn tiếp sức mùa thi, các tình nguyện viên được thị đoàn Phú Mỹ thông tin về lịch thi, những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và yêu cầu các đội hình tình nguyện linh hoạt ứng dụng các hoạt động chuyển đổi số vào công tác tiếp sức mùa thi. Hoạt động tiếp sức mùa thi tập trung vào việc hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vận động các tập thể cá nhân hỗ trợ nước uống miễn phí cho thí sinh, tổ chức đón thí sinh tại các điểm thi, hỗ trợ di chuyển đối với thí sinh bị tai nạn hay xảy ra sự cố. Gần 60 tình nguyện viên trên địa bàn thị xã Phú Mỹ tiếp sức tại 3 điểm thi, ra quân ngày 27 tháng 6 và kết thúc vào cuối ngày 29 tháng 6 năm 2023. Thưa quý vị, tại nhà thi đấu thể dục thể thao Vietso Petro, thành phố Vũng Tàu, nhà thiếu nhi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khai mạc giải Vô Vi Nam Thiếu Niên Di Đồng, nhà thiếu nhi mở rộng năm 2023. Giải Vô Vi Nam Thiếu Niên Nhi Đồng mở rộng năm 2023 do Nhà Thiếu Nhi tỉnh tổ chức thu hút 186 vận động viên đến từ 15 câu lạc bộ Vô Vi Nam toàn tỉnh. Giải đấu chia làm 2 bảng theo 2 nhóm tuổi, từ 8 đến 12 và từ 13 đến 15. Các vận động viên tham gia thi đấu ở nội dung đối kháng hoặc thi quyền theo hình thức thi đấu đơn hoặc đồng đội. Giải đấu tạo sân chơi cho thanh thiếu nhi giao lưu và đây cũng là dịp Liên đoàn Vô Vi Nam Bà Rịa Vũng Tàu, các câu lạc bộ đánh giá lại việc tập luyện thi đấu của các vận động viên, đồng thời tuyển chọn, bồi dưỡng những vận động viên xuất sắc tham dự giải đấu cao hơn. Nửa đầu năm 2023, tình hình tội phạm ma túy trên vùng biển Việt Nam, nhất là vùng biển phía Nam, có nhiều diễn biến phức tạp. Xu hướng vận chuyển ma túy bằng đường biển có chiều hướng gia tăng và hoạt động mạnh mẽ ở hai địa bàn cảng biển trọng điểm là thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Với vai trò chủ công trong công tác phòng chống tội phạm ma túy trên tuyến biển, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy số 3 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đứng chân tại phường 11, thành phố Vũng Tàu đã nỗ lực kiên trì đấu tranh với tội phạm ma túy xâm nhập bằng đường biển vào Bà Rịa Vũng Tàu và địa bàn phụ trách từ tỉnh Bình Định đến Tiền Giang. Nửa đầu năm 2023, tăng cường lực lượng quét sạch địa bàn để đấu tranh với tội phạm ma túy. Lực lượng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy số 3 đã chủ trì và phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh phá thành công 23 chuyên án, vụ án tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Qua đó bắt giữ 31 đối tượng, thu giữ hơn 1,5 kg ma túy đá, gần 270 viên ma túy tổng hợp, 180 gram ketamine và hơn 45 gram heroin. Đơn vị cũng rất là chủ động trong việc trao đổi thông tin, nắm bắt địa bàn, rồi các đối tượng có liên quan để từ đó là cơ sở chủ động trong cái việc mà tổ chức các đấu tranh, các vụ án, chuyên án để làm sao đảm bảo tốt nhất về cái trật tự an toàn, kể cả trên đất liền và trên hướng biển. Lực lượng đặc nhiệm phòng chống ma túy cũng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức, nhất là đối với đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên về tác hại của ma túy, để từ đó hình thành ý thức ngăn chặn, đẩy lùi ma túy. Em có kiến thức về những cái cách mà phòng chống ma túy cũng như nhận biết được những cái loại ma túy phổ biến hiện nay để không có dùng thử những cái loại đó dù chỉ một lần và đặc biệt nói không với những cái các loại ma túy đó. Buổi tuyên truyền này em và các bạn đã hiểu được thêm nhiều loại ma túy và có thể tránh được trong môi trường học đường và đời sống sinh viên của tụi em. Trong nửa đầu năm 2023, Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 đã tổ chức 8 đợt tuyên truyền cho hơn 13.600 lượt cán bộ nhân dân, ngư dân, giáo viên và học sinh trên địa bàn 8 tỉnh thành, phát hơn 20.100 tờ rơi, tặng 342 suất quà cho gia đình chính sách. Qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng để đẩy lùi hiểm họa ma túy. Trong cái quá trình tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền thì chúng tôi cũng đã sử dụng rất là nhiều cái hình thức và biện pháp khác nhau. Nó cũng đáp ứng được cái yêu cầu về công tác tuyên truyền và đạt được cái mục đích yêu cầu trong cái quá trình tổ chức cái thực hiện cái chức năng nhiệm vụ của đơn vị là lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy trên biển của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.
bồi đắp vững chắc phòng tuyến ngăn chặn ma túy trên hướng biển. Lực lượng cảnh sát biển đặc nhiệm về phòng chống ma túy số 3 đã nỗ lực góp sức phòng chống ma túy quyết liệt hiệu quả và nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp vì một cộng đồng sạch ma túy. Chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay đến đây khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.